quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, thì thành phố Đà Lạt đã đón một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Và một điểm đến mà nhiều người muốn tìm tới đó chính là quảng trường Lam Viên, nơi có hai công trình nổi bật là Hoa Dã Quỳ và Hoa Hồng Đà Lạt. Vâng, và sau mỗi lần như thế này thì quảng trường của chúng ta lại ngập tràn trong rác. Và những người trong cuộc suy nghĩ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây. Hình ảnh này đã được ghi lại sau các dịp nghỉ lễ Tết tại khu vực quảng trường Lam Viên. Hàng ngàn người đã đổ về đây, đem theo nhiều đồ ăn thức uống hoặc mua tại chỗ để sử dụng. Sau khi dùng hết, những gì có thể dùng được, họ đã thản nhiên xả rác bừa bãi ra khắp mọi nơi ở quảng trường. Đến sáng hôm sau, khi mọi người đã rời khỏi quảng trường Lâm Viên, địa điểm này chỉ còn lại toàn rác là rác. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi không chỉ gây cho dư luận mà gây cả những người dân sống tại thành phố Hoa, đặc biệt là những bạn trẻ thường xuyên sinh hoạt tại khu vực quảng trường Lâm Viên cũng cảm thấy vô cùng bức xúc. Vậy thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng nghe thử các bạn trẻ này nói gì quý vị nhé. Xin chào các bạn. Vừa rồi nhìn những hình ảnh mà quảng trường Lâm Viên đầy rác cũng như là những con đường, những dãy chợ của thành phố chúng ta ngập trong rác như vậy, vậy thì các bạn cảm thấy như thế nào? Rác như vậy cũng như môi trường xung quanh thì em thấy là mỗi lần những nguồn khách du lịch về là bắt đầu khách đổ về là bắt đầu rác sẽ rất là nhiều quảng trường làm cho em cảm thấy vậy. Bạn có cái phương pháp hay là hiến kế như thế nào để giữ cho thành phố của chúng ta luôn sạch đẹp? Theo em thì chính quyền địa phương nên cho xây dựng những cái biển báo, những cái băng rôn để khuyến cáo để kêu gọi người dân nên có ý thức bảo vệ môi trường. Theo em thì thường xuyên dọn tổ chức cộng đồng tập trung vào một ngày hay là thường xuyên cứ cũng quyết tuần thường chúng ta để cùng nhau dọn rác. Theo em thì người dân khách du lịch thì mỗi lần tới đây vui chơi thì cần phải chuẩn bị cho mình trang bị những vật dụng như là bao bì, bao ni lông các thứ mà khi sau khi ăn uống xong thì mình mang về, và không nên để tại chỗ ngồi mà ăn như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và những người sinh hoạt đây. Những ý kiến vừa rồi đã có thể cho thấy sự bức xúc của người dân thành phố Đà Lạt đối với những hành vi vừa rồi. Họ sẵn sàng đưa ra những ý kiến hay những phương pháp để giúp cho chính quyền địa phương giải quyết vấn đề thành phố ngập trong rác. Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt là dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, có yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật cao. Với vị trí trung tâm của thành phố, khu quảng trường này có thể coi là trái tim của Đà Lạt. Chính vì thế, việc sinh hoạt giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp tại đây là một điều vô cùng quan trọng và rất cần đến ý thức của người dân, đặc biệt là của du khách khi đến với nơi này. Hãy giữ thành phố xanh. Mong cho Ngài luôn luôn được phù hộ cho dân tộc Việt Nam ta được quốc thái dân an và phù hộ cho tất cả nhân dân Việt Nam luôn luôn được bình an, mạnh khỏe và cũng cầu mong.